quán cơm bình dân 160.000 đồng mỗi suất ở cổng bệnh viện tạm dừng hoạt động, chuyển hồ sơ cấp quận xử lý. Sau khi yêu cầu tạm đóng cửa, Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai đã chuyển hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Ngày 12 tháng 7, trao đổi nhanh với phóng viên, bà Bùi Thị Phương Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết, phường đã quyết định tạm dừng hoạt động quán cơm bình dân Hiếu tại ngõ 4 phố Phương Mai để chủ quán này hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục còn thiếu. Theo lãnh đạo phường này, hiện phường đã chuyển hồ sơ, kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, trước đó, đại diện lãnh đạo phường Phương Mai cho biết, vào cuối tháng 6 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành phường đã kiểm tra theo kế hoạch đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, trong đó có quán cơm Bình Dân Hiếu tại ngõ 4 Phương Mai. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh này đã vắng nhà và quán chưa cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra gia hạn trong 15 ngày để quán này cung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian gia hạn thì xảy ra sự việc đáng buồn liên quan đến giá suất ăn ở quán này. Do đó, phường đã chuyển hồ sơ đến cấp quận để xử lý theo thẩm quyền, đại diện phường cho hay. Ở góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông nhận định, căn cứ theo Nghị định 01/2021/ND/CP về đăng ký doanh nghiệp và Luật An toàn thực phẩm 2010, thì đối với việc kinh doanh quán cơm bình dân cần phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận quán ăn đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, quán cơm bình dân cần phải có đầy đủ các giấy tờ về đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận quán ăn đủ điều kiện về an toàn thực phẩm mới được phép đi vào hoạt động kinh doanh, luật sư cho hay. Theo luật sư Diệp Năng Bình, pháp luật nước ta đã quy định rõ về niêm yết giá để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Căn cứ điều 17 Nghị định 177/2013/ND/CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá, thì những địa điểm sao bắt buộc phải thực hiện niêm yết giá, cơ sở sản xuất, kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, kiosk, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vì vậy, trường hợp quán ăn bình dân thuộc một trong những địa điểm bắt buộc phải niêm yết giá. Nếu không thực hiện niêm yết giá mà tự thỏa thuận theo lời chủ quán là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính, luật sư Bình nhấn mạnh. Luật sư Bình phân tích thêm, trường hợp quán ăn bình dân có vi phạm về giá cả thì sẽ bị xử lý hành chính. Theo điều 12 Nghị định số 109/2013/ND/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 điều 1 Nghị định số 49/2016/ND/CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/ND/CP thì, trường hợp không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết, chủ thể vi phạm có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm thì mức phạt có thể áp dụng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh, để có thể xử lý cũng như xử phạt quán cơm bình dân lấy giá quá cao thì cần phải xác minh xem quán cơm có được hoạt động kinh doanh không và có được cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm không. Đồng thời, cần phải xác minh về giá niêm yết đối với mỗi suất cơm của quán cơm bình dân đó. Hà Nội, ăn bánh tráng Hoàng Bèo, thực khách kinh hoàng khi phát hiện sâu xanh bò lộn hỗn trên đĩa rau sống.